Xin giới thiệu cả nhà nhá. Đây là cây hồng điều nhá. Đây hồng điều. Hồng điều hoa rất là đẹp. Mình đã cắm mình ươm ra đây rồi nhá. Đấy. Mình cắm mình ươm này, ươm ra cát này. Đây cát pha đất. Cát pha đất này. Đấy. Mình cắm được mấy cành, hai cành. Hôm nay mình sẽ đây là cắm dâm nhé, cắm dâm vào đây và nó đã lên này rồi, lên tốt, nó có giả cả hoa này, để lâu lắm rồi. Hôm nay mình sẽ tiến hành là cắt để cho ra ngoài trồng nhé, cắt để trồng ra ngoài. Đây nhá, đây là cái cây hồng gốc bố mẹ của nó đây. Đấy, hoa. Ấy, hoa chùm. Này nó ra hoa quanh năm luôn, nhưng mà chỉ mỗi tội là cái mùa hè này nó xấu. Hoa bông nó bé, nó không lớn như là mùa đông. Đây này. Mình ở Hà Nội nên là thời tiết nó rất là nóng. Đấy, thấy chưa, đẹp chưa? Mọi người thấy đẹp chưa? Đây gốc nó đây. Đấy. Mình đã cắt, mình cắt mình lấy ở đây mình ươm nhé, cắt lấy mình ươm đấy, thấy không? Đẹp chưa? Đó. Hoa rất là nhiều nhá, hoa rất nhiều. Đây cái thân này đang nuôi rất là đẹp. Đang nuôi lên rất là đẹp. Chưa? Đấy. Thấy không? Cây này. Đấy, cây ươm đẹp không? Cây ươm rất là tuyệt vời nha. Đấy, có hai cành nhá, hai cành, cành này rất là khỏe. Đây, nhổ cỏ đi. Cái này là để mình ươm vào đây là mình ươm bằng cát, nhưng mà mình cho pha một tí đất rồi, nó có lẫn lộn cả đất lẫn cát. Nhổ sạch cỏ đi. Mình sẽ cắt bỏ trước, mình cắt bỏ cái nụ này đi. Đó. Nụ nó ra hoa rồi nhá. Hoa là cắt bỏ. Đó. Rồi luôn, đẹp lắm. Sẽ tiến hành là nhổ rễ hai cây này ra, hai cái cành này ra để mình mang đi trồng, trồng ra ngoài cho nó khỏe. Bây giờ là tháng 9 dương và bắt đầu sang tháng 8 âm lịch là rất là thuận lợi để trồng cái này. Trồng đến Tết là có hoa. Cho mọi người xem này, toàn cát này, toàn cát nhé.
tiến hành mình nhổ một cái gốc này lên nhá. À, cũng phải banh ấy. Dễ của nó nhá. Dễ của nó này. Đấy. Nó là một cành các bạn. Cành này nó có rễ này. À được. Mình sẽ cắt cái cành này mình đi trồng. Đây hóa ra là một cành. Cắm lâu lâu cũng chả nhớ. Đấy, bây giờ cái cành này nó có rễ nhá. Cắt được. Cắt tách nó ra. À. Hóa ra nó là một cành to. Mình cắm. Đấy nhá. Các bạn nhìn đi. Đấy. Đây hồng điều nhá. Thấy không? Dễ đấy. À. À. Thế là rất là nhiều. Đấy. Thấy không? Giờ mang đi trồng. Còn cái này cả một cái bom to này. Đấy, dễ này. Đấy. Dễ to. Quay dọc máy ra được. Tiến hành trồng nhá. Đấy. Rất là đẹp. Cứ để này thôi, sau cành nó sẽ bật lên. Đấy. Mình đi lấy ít trống mình sẽ đổ vào. Đây, mình tiến hành cho trấu nhá. Đây. Cứ cho trấu như giò. Hoa hồng này nó rất là ưa đất tơi xốp thoát nước. Thế cho nên là phải cho trấu nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ bấm kênh đăng ký để ủng hộ mình nhá. Xin cảm ơn.